vòng quanh trời kinh đô nghe sao xuyến giữa cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Ai nói dù hai chúng mình mong xưa có thành tin nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Thì về ra đi giữ gì, đi vô đem vô à, ai đây à, để tao quên, để tao quên giới thiệu, để tao giới thiệu cho nghe. Đây là Mỹ Lan, người yêu của tao, cũng là bà xã tương lai của tao đó. Vậy hả? Dạ, dạ nha. À dạ, hân hạnh được biết cô Mạn Ly. Ừ, anh xin lỗi, Mỹ Lan. Mỹ Lan à, để anh giới thiệu nha. Đây là Lễ, bạn anh, sinh viên kiến trúc năm thứ ba. Chào Lễ. À, mời cô, mời cô ngồi. Xin lỗi, nhà cửa không có đàn bà nên bề bộn quá, thông cảm nha. Dạ, anh tự nhiên. Đó, em thấy chưa? Chứng tỏ là căn nhà này hoàn toàn không có bàn tay đàn bà giúp đỡ. Sau những giờ học qua, tụi anh còn phải tự lo cơm nước, dọn dẹp giặt giũ vân vân và vân vân. À, như vậy chắc anh cũng ít về thăm ba má. Ờ, thỉnh thoảng nếu mà lâu quá không thấy anh về vác cái mặt về thì ổng bà cũng cho người lên chi viện. Ờ, Lễ nè, tao nói mày nghe nha, mày biết sao bữa nay tao làm phiền mày không? Thôi mà, tao biết mày đang bực nhưng mà thông cảm đi. Đó là em thấy không, nhà này rất là kỵ đàn bà mà em là người đầu tiên đến đây đó. Lễ à, đáng lẽ đó tao có đưa Lan gì đây đâu, nhưng mày cũng biết thời gian học tập của tụi mình đó là vàng là ngọc, nhưng khổ nổi là tao với Mỹ là quen nhau gần 5-6 tháng. Lan muốn biết rõ ràng nơi ăn chung ở, tao kể thiệt tình Lan vẫn không tin là tao sống với một bạn trai cũng xa gia đình. Chứ ba má hỏi hoài thân thế của anh, em trả lời chỉ muốn đàn ông vậy đó. Thì em thưa với ba anh là sinh viên ở trọ đang học ở trên Sài Gòn, ba má ở dưới quê. Anh à, đã thật yêu nhau thì phải rõ ràng. Anh rất đàng hoàng em cứ đi ra. Không, em rất tình anh nhưng còn có gia đình. Anh học thành tài mình cưới nhau luôn, hiểu không? Anh này. Ôi cô Lan à, tôi thấy là bây giờ đó nha, cô ráng cô chờ chừng vài chục năm nữa đó cô. Cái đợi nó lấy bằng xong. Dạ, em chờ thì được rồi, nhưng trong thời gian chờ đợi anh phải. Đi chết, bà tới. Trời ơi, bà tới mới lấy tiền nhà. Nè 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 nè, mày lo chuẩn bị tiền mày đóng tiền nhà nghe, tao dọn à. Gì vậy anh, cái gì mà linh quýnh dữ vậy? Ừ, con bà chủ bà tới lấy tiền nhà. Mày biết không, bà chủ này bà khó lắm. Bà không cho tụi anh tiếp đàn bà con gái trong cái nhà. Sao kỳ vậy? Nè, bây giờ chạy nha. Dạ. Em nói em là em gái của anh. Là em gái. Em gái. Nhưng mà chào anh, em gái anh đó hả anh Tâm? Hiền, trời ơi hay quá vậy ta, chưa giới thiệu gì hết mà giới thiệu khỏi, chỉ tôi thừa hiểu trước sau gì anh cũng sẽ nói với tôi, cô đó là em gái của anh, em bà con của anh, chị họ của anh, là má của anh. Tuần đó nó cũ còn hơn là tiếp tính sang cầu phần lấy quê nữa anh Tâm à. Khổ ghê vậy. Lại à, mấy chị khó mày đưa em gái tao về bên này nghe dùm đi Lễ. Ờ, nhà ai bệnh? Ừ, nhà ngay chỗ mà gần thằng trai gì mà kéo đường cò á. Ờ, chính đường cò phải không? Ừ đúng rồi, chính đường cò, đúng rồi, đi. Rồi, biết rồi, nhà số 12 nhớ rồi. Cảm ơn anh, em từ về được, Lan, chào chị. Bây giờ em nói gì ba đó là chiều anh qua anh thăm dì ba nghe Lan. Mấy giờ anh? Ừ, thì chiều vậy đó. Thì 12 giờ đêm, rồi ở lại ngủ luôn. À, em về nghe. Tôi là dì của anh, là người yêu duy nhất của đời anh, hiểu chưa? Thích ra đừng có chết ra nữa. Yêu nhất đời, còn yêu nhì, yêu ba, yêu năm, yêu bảy, và mãi mãi cũng chỉ là người yêu để cho anh Tâm. Vậy 2 năm hơn rồi, bây giờ tôi không còn đủ can đảm để nghe những lời hứa hẹn, sự năn nỉ, sự giao tình của anh nữa. Nhưng mà vậy muốn cái gì? Muốn gì hả? Tôi muốn anh lột bỏ chiếc mặt nạ ái tình của anh xuống để tôi biết anh là con gì. Em, anh nghe rõ chưa? Anh là con gì? Con gì? Em, tôi không cần anh cưới nữa, dù thiệt thôi đã thuộc về tôi. Vì tôi ngu, trốn sao thân nhầm tôi bị phạm, rất rất quỷ quái tình mà trong phương chỉ ái tình. Nè, biết không yêu nữa thì thôi, có gì thì mình sẽ là đôi bạn, chửi bới nhau chi, đâu hết lợi gì. Chỉ tiếc là tôi không giết được anh. Vậy à nghe, lỗi đó là không phải do anh đâu, mà tại vì em không có chờ đợi đó chứ bộ. Chứ không phải kế hoạch mình của ta, anh lừa gạt ai, mình ai chờ đợi chắc rồi cứ tự động rút lui. Nè, cái đó em nói à nghe. Ừ,
Tôi nói đó, nhưng tôi nói là sự thật của anh, vì tôi tự động rút lui và anh hoàn toàn được coi là vô tội. Chính tan vỡ và mất mát của tôi, trận chiến này tôi thua anh. Trời ơi, đánh đấm hồi nào đâu mà thắng với đua thì cũng biết khổ ghê vậy đó. Tôi tin trong trận chiến ấy mình. Tôi đã thật sự yêu anh, tin anh, nghiêng tôi chờ đợi. Khi anh bằng biểu cho nhiều cô gái khác, tôi đã cố giành lại trái tim anh bằng khéo léo gian xinh chiều chuộng. Và tôi đã cho anh tất cả để tôi được anh là sở hữu của riêng mình. Thì bây giờ anh vẫn còn nguyên ở đây nè. Và rồi tôi lại hoài công như ít gì kẻ đùa bờn tâm tình. May mắn là tôi không ngu xuẩn đuổi đầu cho xe hơi, xe lửa nó đang cũng không uống thuốc độc khuyên sinh. Tại vì anh, sự lỡ lầm của tôi như kẻ đi chợ mua lần hàng giả, nó đẹp cái mã bên ngoài dễ lừa thiên hạ. Tiền mất là cũng mang cho mình kinh nghiệm, chớ mê mẩn ngoại hình rồi đó nhận nỗi tình sơ thắng. Tôi biết chung quanh em đó có nhiều thằng mà chắc mê chắc mệt, tụi nó hơn tôi nhiều. Tôi hỏi này là tôi chốt, hỏi này là tôi chốt cái gì phải không? Anh chắc đi. Tốt thôi, tôi không phải hạng người như thế, không làm chuyện đó không phải tôi chưa nghĩ tới đâu anh à. Nhưng gần đây hình ảnh một người bạn thân gì tình tử dân đã làm tôi thức tỉnh được lòng mình. Nhìn mẹ nó khóc cao chất giá, trời xuống quy mong giành lại bác con mình. Vậy mà ít hôm sau tôi bắt gặp thằng hồ yêu nó, thằng cầm lái con bồ tới cười cợt lạ lên. Nếu tôi chết, anh sẽ như thằng hiểu đó, thằng tự hào vừa tạo thêm một thiên tích kinh tiêu. Mấy ai ở có yêu thân giết mình là ngón kẻ sao dối thương nỗi hận tình khi đại trở thì đêm. Em, nếu em chết á, anh khóc nhiều lắm á. Ây da! Từ giờ phút này, anh là kẻ thù của tôi. Anh nhớ chưa? Từ nay gặp con Hiền này ở đâu thì anh nên tránh đi. Coi chừng đó, thằng Điếu! Hiền! Trời ơi, dữ còn hơn cọp cái nữa. Hồi đó biết cái nết nhà ai mà dám nhào vô. Thấy mặt ớn. Dễ hiểu quá, trong thời gian đầu chinh phục đối tượng đó, cô cậu nào cũng đeo chiếc mặt nạ hoặc phết cho mình một lớp sơn với mẫu mã màu sắc khá đẹp, cho đến khi nào mà họ cảm thấy không cần thiết nữa, và như thế là hiện hình bản chất. Tao mệt vì mày quá Tâm ơi. Còn tao đó, thiệt mày nghe, bữa nay tao thấy rất là nhẹ người. Mày thấy không? Cuộc đời cảm thấy là phơi phới. Nhưng mà thấy con nhỏ đâu phải là vừa, muốn bỏ nó đâu phải là chuyện dễ. Nhưng mà tao nói thiệt mày, dù sao tao không bất ngờ trước hành động của nó đó. Tâm ơi, này bạn bè hôm nay tao nói thật nha Tâm. Tao thành thật phải nói á. Sao? Tao gọi mày bằng sư phụ. Trời ơi. Nè nè, mà chỗ bạn bè tao cũng khuyên, tao khuyên thiệt tình mày nha. Nè mày á, biết rồi, khuyên hoài. Nhưng mà mày thấy đâu phải lỗi tại tao đâu, tại mấy con nhỏ đó hết chứ bộ. Hãy thấy mình á, chớp chớp mắt đi ẹo qua ẹo lại, thấy cái tướng mà chịu hết nổi. Tao nói thiệt mày á, Phật cái trên bàn còn nhảy xuống là đừng nói tụi mình. Thôi đi mày ơi, tao ẹo thì kệ tao, phải mày đừng dòm ngó, đừng liếc tao thôi. Nè nè, cũng tại mày nữa, mày đẹp trai, mày hay quá lịch lãm. Mới nhìn thì có tình cảm, phải không? Phải không? Mà càng nói chuyện thì càng có cảm tình, nên lận đận đời trai vì chưa biết yêu ai thì tất nhiên phải lựa chọn dài dài. Tâm ơi, cái chuyện trăm năm á là mình có quyền chọn lựa, nhưng phải đàng hoàng và chân thành. Dạ thưa ông Phật sống của tôi ơi, ông cứ tu để sớm nhập niết bàn, chớ mở dân trước miệng mèo. Mày bảo tao làm ngơ coi bộ co, tùy mày tao cũng đã nói hết lời. Thôi thì hồn ai nấy giờ, còn cái chuyện tình yêu mày bảo tao giữ coi bộ co. Thì mày cũng giữ giùm vợ giấc của tao, chứ ra vô kiểu này còn học làm sao.
Từ nay đó, nếu mà ai kiếm tao đó, mày nói tao dọn đi chỗ khác ở rồi, được không? Ờ, đi đâu á? Tắm. Khoan, trước khi tắm cho tao nói mày lần nữa. Gì nữa? Tao thấy mày nếu muốn vợ thì mày nên cưới vợ đi, đừng có nay cô này mai cô nọ, buổi sáng nay không có làm gì được cái gì hết á. Nè 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 nè, coi con được chắc nước giùm nha chưa. Thôi, ông thầy ông đi tắm rồi, giờ bắt đầu ôn bài chút. Anh Lễ. Hả? Đó rồi, tới nữa. À, thằng Tâm nó dọn đi chỗ khác ở rồi. Trời ơi, anh Lễ ơi, anh làm ơn cho em biết anh Tâm hiện giờ ở đâu đi anh Lễ. À, tôi sao anh? Tôi không biết cô ơi. À, em lại anh, anh đừng có giấu em. Anh Lễ, anh coi nè. Hả? Cô Yến, trời đất ơi, sao mái tóc của cô bị cắt dị hổm vậy? Sao vậy cô? Em bị đòn, mình mấy tay chân bầm tím hết trơn hết trọi à. Ôi trời ơi, ba em sợ tóc em đuổi em đi. Ông đi, từ nay mày đừng có quay về nhà nữa. Nhưng mà tại sao vậy cô? Tại sao? Anh Lễ ơi, anh làm ơn cho em biết anh Tâm hiện giờ ở đâu đi. Chỉ có anh Tâm mới hiểu được tại sao em mới nhận lấy hậu quả thế này nè. Anh Lễ à, anh giúp giùm em đi. Được rồi, để tôi Tâm ơi, Tâm. Khoan Tâm, khoan Tâm, lên đây, lên đây. Nữa hả? Ừ, lên đây sẽ biết. Có nghĩa là anh Tâm vẫn còn ở đây à? Trời, vậy mà nãy giờ anh giấu em à? Xin lỗi cô nha. Trời ơi, nào cô bữa nay nó nhão nhẹt hết trơn rồi. Yến kìa. Yến. Em đi đâu rồi sao mà tóc tay em gì kỳ vậy nè? Mày lấy cái hộp vô cù là mày xúc cho cổ đi. Ủa sao vậy Yến? Trời ơi, sao vậy? Em bị đòn, mình mấy tay chân bầm tím hết trơn nè. Bị đòn? Nhưng mà tại sao lại bị đòn? Thằng nào đánh em? Ba đánh em, rồi còn đuổi em đi nữa. Biết tại sao không anh Tâm? Sao anh không nói gì hết vậy? Anh nói đi, anh nói đi anh Tâm. Em biết anh thừa hiểu rằng nông nỗi của đôi ta với những ngày cuồng loạn yêu là hậu quả hôm nay về cái bao ngày nó lớn dần em giấu được ai? Ôi mơ mong vẫn đã rơi bời rung với đồng đôi rung chung tình một đứa con làm nhục nhã gia đình. Tình cảnh bất ngờ anh biết liệu làm sao? Nên anh đừng bỏ nhau, hãy cho em được theo cùng. Nhưng anh sống như vậy, em đang bị đuối giữa dòng sông cuộc. Tình anh làm chi bao? Em phải hiểu là anh đang sống xa gia đình, anh phải học. Với lại đây là nhà, nhà trọ, còn có thằng Lễ nữa, em thấy đó. Hai đứa tụi anh ngủ chung cái giường nhỏ xíu à. Bây giờ anh tính vậy nha. Sao anh? Bây giờ em đi kiếm bà con em coi ai đó, em ở nhờ vài bữa đi, rồi cái chờ anh. Tất cả đều nhìn em bằng đôi mắt lạnh nhạt. Em đi suốt ngày hôm qua rồi hồi tối nay nè, em ngủ ở nhà đó bạn. Cuối cùng rồi em quyết định đến đây để tìm anh. Bây giờ mình tính cách nào đi hả anh? Thì anh anh không giúp gì em được trong hoàn cảnh này sao anh Tâm? Giúp bằng cách nào bây giờ? Thế tại sao? Trời ơi. Vậy mà khi em đang bôi rồi băng quăng để bước vào tối lối, khi em thổn thức vì nỗi lo sợ mất mát đầu tiên, thì anh mở rộng vòng tay như con đại bàng giang đôi cánh hứa bảo bọc chở che cho người yêu bé nhỏ. Rằng mọi việc anh lo đó là trách nhiệm, là tiếng nói con tim thành thật nhất trên đời. Vậy sao hôm nay anh đã dội quên lời? Tâm ơi anh đã bỏ em, nhưng còn đứa con trong bụng mẹ, nó là giọt máu của em. Không tin rằng anh đã dối em, anh dối em bằng tình yêu giả hiệu. Hãy cho em theo anh và làm vợ, vì số phận hai ta không cưới hỏi đàng hoàng. Trời đất, theo anh rồi em ở đâu nè? Trong khi khả năng của anh thì không cách nào thay đổi được. Nếu anh ở đây một mình thì còn dễ. Đằng này à, em biết á, nhà này là của cô họ thằng Lễ, cho mướn để ở tạm, mà quyền hạn là của nó. Mà em biết thằng Lễ thì nó không ưa phụ nữ. Có nghĩa là trời ơi,
không có gì thay đổi được tình thế này sao anh? Ngày xưa anh nói anh yêu em lắm mà, sao anh lại mặc nhiên nhìn em chơi với giữa trùng khơi sông cả? Trời ơi, sao giây phút này mọi người bỗng nhiên xa lạ, để em một mình không biết sẽ về đâu. Ôi trời, trời ở trên cao, còn ngay trước mặt là vực sâu cuộc đời. Yến à, Yến đừng có nghĩ quẩn Yến à. Không biết làm sao đi nữa. Anh Lễ, em lại anh, anh hãy cứu em trong tình cảnh này. Anh hãy cho em sống tạm thời dưới căn nhà nhỏ bé của hai anh. Anh Lễ, em không biết phải về đâu hết. Em quỳ dưới chân anh, em lại anh giúp em đi anh Lễ. Yến à, em không nên làm phiền anh Lễ như vậy. Tâm à, bây giờ tao nghĩ là mày không nên để Yến phải bơ vơ trong hoàn cảnh như vậy đó Tâm. Tao phải làm cái gì bây giờ đây? Trời ơi, căn nhà có tí xíu mà, chỉ có một cái giường. Anh Lễ, đó, em nghe chưa, đâu phải anh không lo, đâu phải anh không muốn em ở đây đâu. Giường có, nhưng mà một mền chiếu gối á thì... Thì vậy nha, bây giờ thì mày ngủ trên giường với Yến. Mày á, tao xuống đất. Đàn ông mà, dễ lắm. Trời ơi, anh Lễ, em cảm ơn anh quá. Anh Lễ ơi, quên em nhớ suốt đời, thấy không anh? Anh thấy không, anh Lễ đâu có khó đâu. Vậy mà... Chết rồi, anh Lễ. Ôi, ngồi con ghét. Trời ơi, chết rồi, con chạy xuống. Để em cho, từ nay hả, em sẽ giúp ngài anh nè nấu nướng nè, giặt giũ dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà này em sẽ làm hết. Trời ơi, Lễ ơi, mày hại tao rồi, Lễ ơi, mày hại tao rồi. Tâm con, gia đình mình đang gặp khó khăn, chắc con khó lòng ăn học đến nơi đến chốn. Nghe ba má, con thu xếp trở về gấp, ba có việc cần nói với con. Giả lại việc hôn nhân của con với con Út Lành cần bàn gấp. Ba con lành đau nặng chắc khó qua, anh muốn hai con thành gia bát cước khi anh uy tiên. Con lọt vô gia đình này lại như chuột sa hữu nếp, mà ba má cũng đỡ lo. Xuân hồng sơn khúc vàng nắng tươi, cho khúc tươi thêm sắc hương yêu đời. Và nắng xuân hồng cho hồng đôi má, nàng có cũng rất duyên qua khúc sao thắng tiền. Mở cổng dùng cho anh, mở cổng dùng Út ơi. Út ơi, qua nở vườn xuân đâu vơi với khoe duyên cùng ống bướm sau cổng đào kia em nở nào. Khép kính cho khách phong lưu đứng bên ngoài tơ tẩn mơ tưởng nghĩ hồng thôn tầm ước cao cánh qua kia. Chứ do mình làm chú muốn tìm lối bước vô mà không có nẻo, bởi bao bọc rào cao lạnh lùng trơ mặt như nhạo treo chàng lãng tử đang tình. Kéo dữ hơn à, miệng lưỡi kẻ ru tình. Dạ, sao em mở, mời anh tăng bước tới. Hoa nở đầy kìa, anh thích bông nào em sẽ hái tặng không? Hoa đẹp sao bạn người, mà người thì lại vô tâm. Nên tôi nhìn quá cho đỡ nhớ người đi kỳ. Ai khiến xui cho hai đứa mình nhà chung sống, nên cô bạn láng giềng làm đau nhói tim tôi. Yến, nhìn nè em, anh phải về quê nghe lời ba má anh cưới Út Lành. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền quê Yến xa đêm anh gặp em. Môi em đang thương nhưng mắt buồn ngấn lệ rào. Chuyện đời sao đáng vắng vắng đôi má thiếu niên. Áo em âu ti đậm đà vì là vui ban đầu xa gần nhau. Nói nhau nghe câu chuyện cũ tạm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ đẹp lại nét cắm môi em tin hẹn hò tìm lại ngày mưa. Khi dân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên cánh hoa tươi. Hôm thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối. Vẫn biết cùng bên nhau sẽ cười buồn một ngày về.
Và cuộc sau ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh gặp vào hồn. Về đường cô tiếng hay đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. À, cô Yến ơi. Dạ. Tâm nó có biết chừng nào cô Yến sanh không? Dạ biết. Em tính ngày rồi nói cho anh nghe rồi. Đúng hơn một tháng nữa thì em sẽ sanh. Mà sao không biết mấy bữa nay em thấy trong người nặng nề quá à. Cứ mệt mệt hoài à. Anh Lễ à, em... Yến nói đi. À, tôi sẽ giúp cho Yến bất cứ việc gì nếu không ngoài khả năng của tôi. Em không dám làm phiền anh. Nhưng mà em cũng sắp tới ngày sanh nở rồi. À? Mà anh Tâm nó thì anh đi biển biển à. À, như vậy là Yến nhờ tôi xuống Bến Tre để tìm thằng Tâm phải không? Dạ, dạ em biết. Em làm phiền anh Lễ nhiều lắm. Em cũng ngại. Nhưng mà anh Lễ ơi, anh giúp giùm em đi. Anh ráng giúp giùm em một lần thì thôi anh Lễ à. Chứ bây giờ thì em như một chiếc thuyền nặng giữa dòng bão. Này còn anh thương đau, chỉ xin nhớ trọn đời hình ảnh một người ơi. Đừng nói nghĩa nghe hãy bình tâm chờ sinh nở là hơn. Tôi sẽ tìm tâm về gian phận nhờ giúp đỡ của anh. Yến ơi đã là bạn với nhau giúp đỡ khi không khó có chi là ân nghĩa. Cô cứ yên tâm đợi chờ ngày sinh nở, bởi một lần sinh con là một lần vượt biển chịu bao đau đớn gian nguy đấy tròn phần đấng sinh thành. Thấy tình cảnh của cô tôi thông cảm vô cùng. Thôi thì cô đã chọn tình yêu với tâm vừa qua dòng lệ giáo sống cho hạnh phúc trái ngọt tình đâu là đứa trẻ sắp sanh. Sự buồn khổ lo đầu giờ chẳng ít chi cô cần giữ sức vừa qua thử thách. Cô trong trắng hiện qua mà đời lâm gian trung mơ dập gió vừa hồi biết bao giông bào. Em rất bối rối, em vừa háo hức chờ đón niềm vui, cũng vừa sợ điều đau tuổi nếu mà anh Tâm không lên kịp. À, cô Yến. Dạ. Cô Yến à, có khi nào cô hối hận gì đã trót với Tâm không? Không, em không hối hận gì đã sống với Tâm, mà em phải sống, sống hết mình vì điều mình chọn lựa. Thương khổ ra sao em xin đón nhận chân thành. Em không quán ngại những điều chung quanh, chỉ cần sống thật lòng mình. Dù mới bước khởi đầu đã là đớn đau nước mắt, em vẫn tin rằng hạnh phúc vẫn ở trong tay em. Yến ơi, cho đến bây giờ tôi mới hiểu cô, thêm tôi hứa giúp cô trọn mơ. Bởi ta không thể quay mặt lại phía sau đi lùi mà tới trước, nhưng phải kiên trì chịu đựng đối gian lao. Cảm ơn anh Lễ đã nhắc nhở em. Anh Lễ. Ờ, à, được rồi. Chào cô cần gặp ai? Anh quên em rồi hả? Em là Mỹ Lan nè. Em có đến đây một lần với anh Tâm đó. Anh Tâm có ở nhà không anh? Ờ, à, nó về quê hơn tháng nay rồi cô. Ủa, sao anh không nói gì với... Cho anh biết hết gì kìa. Anh có nói với anh chừng nào? Anh Lễ. Dạ xin lỗi, hồi nãy giờ em không thấy chị. Anh Lễ. Vậy mà anh Tâm nói anh cũng độc thân như ảnh. Anh chị sắp có cháu đó hả? À, cô Lan à, Yến đi là Yến ơi, sao vậy? Yến à, sao vậy? Thôi, xin phép anh chị anh về. Anh Lễ ơi, chừng nào anh Tâm về anh nói với ảnh là ba má Mỹ Lan cần gặp ảnh.
để nói chuyện hai đứa. Thôi em về, chúc anh chị sinh được hoàng tử. Yến thấy cho mình Yến sao Yến? Có bị trúng gió không? Yến à, Yến hãy bình tĩnh đi. Mỹ Lan là bạn học của Tâm chứ không có cái gì đâu. Nè đừng có ghen chi cho nó mệt nha. Không, không phải đâu, em đau bụng quá. Chắc em muốn sanh rồi quá. Hả? Yến sắp sanh hả? Gì sao? Bây giờ trời ơi, cô Lan ơi, cô Lan. Trời ơi, đi đâu mất rồi? Sao Yến bữa hộp cái nói chi sắp tới ngày mà. Anh làm ơn bỏ quần áo vô tôi xách giùm em đi. Đâu có tả để trên đầu giường nữa đâu. Trời ơi tả đi quần áo nè. Sao giúp giùm em đi nha. Sáng cho anh tập đi là em sanh ở nhà Thiên Tự Vũ nha. Khoan đi Yến, giờ tôi khóa cửa lại. Nhưng mà cửa nhà đâu có gì đâu, khóa thôi. Ui da, đợi em. Anh Lệ. Ui da, ui da. Dịn vai tôi nè, dịn vai tôi đi, dịn vai tôi dịu Yến đi. Không được, em đi không được anh Lễ ơi. Trời ơi, chết rồi. Rác nhà, về dịp lúc nữa đi ra tới đầu ngõ rồi. Có xe rồi. Nè, xe đi. Đi. Ôi ơi, sao ngồi bẹp xuống luôn rồi. Ê. Xin lô. Dạ, thầy đâu hả lại? Đi đâu Yến, đi đâu? Tự vũ. Nhớ Tự Vũ. Trời ơi, cổ đẻ rớt bây giờ. Chú ẩm chạy lên, mắc cỡ gì mà ẩm ẩm coi. Trời ơi, Tâm ơi, mày hay đâu rồi Tâm ơi. Tôi ẩm Yến lên nha. Dạ. Trời ơi, thôi còn giọt. Rồi giọt đi chú ơi, để đó. Giọt. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa trời chờ. Sang nhà vàng chim bao vui, theo kiều hoa có đôi phù rể. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân sẽ nên vợ chồng đôi mình. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu màu tươi hồng tô thắm thắt da, hay màu yêu ngát hương đồng hương, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân giữa trang buộc tình đôi mình. Tâm, trời, tao không ngờ chú rể lại là mày hả Tâm? Trời ơi, cứ vợ là cái chuyện bình thường mà làm gì quan trọng quá vậy? Thôi bỏ vũ đi, nhào vô chi vui vợ chồng tao nha. Nhào vô. Chắc là tao nhậu không nổi quá. Sao vậy? Thôi, tao phải trở về Sài Gòn liền. Ê, lễ mày đọc thơ của Yến thì tao đi liền. Thơ của Yến hả? Thời ơi, nói vậy kể từ lúc tao đi là cô ấy vẫn ở lì đó hả mày? Không ở đó nữa đâu mày. Gia đình từ bỏ, bầu bì rồi ai chứa chấp. Nè, đọc thơ đi. Đưa đây. Anh yêu, báo cho anh biết là em sanh con trai ở nhà bảo sanh Từ Vũ. Phòng số 6, em lo quá. Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra cho anh và gia đình. Em và con trong đại anh nhiều lắm. Bây giờ mày tính sao đi Tâm? Tính cái gì nữa bây giờ? Mọi việc xảy ra là ngoài ý muốn, tất cả là sự an bài của Thượng Đế thôi Lễ à. Thượng Đế? Không có Thượng Đế nào mà an bài tàn nhẫn như vậy hết á. Chỉ có mày. Ôi, đàn ông con trai con rơi con rất là dị thường. Chẳng lẽ năm bảy cô rồi mày bắt tao cưới hết sao Lễ? Vậy thì mày đừng có cái gì. Thôi đi ông. Trời ơi, bữa nay là ngày vui của tôi. Ông đừng có dở cái tánh bao đồng không á. Nè, nhớ không, cũng tại cái tánh bao đồng thương người của mày, mày làm khổ tao mấy tháng trời mày nhớ chưa? Mày coi như là mày không biết gì hết á. Rồi chờ tao chán rồi cái Yến cũng bỏ đi. Yến có chồng. Trời Yến ơi, rồi còn đứa nhỏ con của mày sao? Tao lại mày, hạnh phúc của tao đó là bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Còn dĩ vãng thì dứt đi. Khốn nạn. Tao cầm. Tao không ngờ tao có thằng bạn khốn nạn như mày. Khốn nạn cái gì? Ở kìa, lại tao ra. Mày cứ vào trong mà sống kiếp cuộc đời khốn nạn của mày đi. Cô Yến ơi, vì trân trọng niềm tin của cô, vì không muốn đứa trẻ không cha, mà tôi lặng lội không quan ngại đường xa chớ. Thật ra lòng tôi chẳng mãi mãi hy vọng, bởi tôi biết con người kia chỉ xem tình nhân như những thú vui tiêu khiển, còn hạnh phúc con nhân phải vun đắp trên ham muốn tìm. Họ xem nghĩa nhân như là phấn tổ chữ, xem tiếng vang rẻ hơn bèo.
đời họ chẳng phải nên đầy mưu mô toan tâm lý của người làm sự sung sướng bản thân. Vinh dự gì khi phải bòn rút lương thân, mua bán nhân duyên sống bằng nỗi đau người khác. Ôi mưa lạnh tái bờ môi mà lòng tôi vẫn nóng bao giọt mồ hôi phân hận thương dần. Ôi năm mươi giờ đây lời lẽ của mày tao nghe quá xa tôi quá cố gắng hành nẻo như tim xếp vô tình ké đất màn đêm mày hãy vào đi vào nhấp rượu tăng hôn rồi vui cười bên người vợ mới đầy mặt thành cô yên khổ đau. Cô nàng thay tình đừng bà béo. Cô nàng Lại 26 năm sau. Có ai tới rồi, mình ra có ai đó. Dạ, dạ chào bác. Dạ, hình như bác tính đi đâu à? Đi chứ không phải tính. Cậu ngồi chơi. Dạ xin phép bác. Dạ. Vợ chồng tôi sắp đi đám cưới của đứa cháu, nhưng phải chờ mấy đứa nhỏ về coi nhà. Cậu biết hút thuốc không? Dạ biết. Mời. Dạ xin phép bác. Dạ tiếc quá, ít khi cháu tới nhà mà được hai bác hầu chuyện vui vẻ như vậy. Chỉ sợ cậu cảm thấy tiếc hơn. Có khi còn đậm ra khó chịu. Nếu phải ngồi hầu chuyện với tôi, một lão già lạc hậu khó khăn. Cháu nói chắc là bác chưa tin, chứ thực ra cháu vô cùng quý trọng. Những lúc ngồi nghe lời dạy của các bậc cao niên, từ cách xử sự ở đời đến đạo đức thế nhân. Thưa bác, tôi ít gặp bác đây, nhưng mà cháu nghĩ về bác chắc là không sai đâu à, hả bác? Cậu nghĩ sao? Dạ cháu nghĩ rằng bác đây như là một người vô phạm, nên em thủy rất ngoan nhờ giáo dục của mẹ cha. Dạ thưa bác, cháu không ngờ giữa xã hội văn minh và khá tự do này, một số thiếu nữ bây giờ rất dễ dãi trong vấn đề quan hệ tình cảm bạn bè. Thủy lại khác hẳn, học ngoại ngữ với Thủy gần một năm trời, chưa bao giờ mà cháu mời Thủy đi uống một ly nước mà Thủy đi, dù qua cái quán đối diện bên đường cũng vậy nữa thưa bác. Dạ Thủy rất khó. Nó khó khăn như vậy đó, cậu có còn thích làm bạn của nó không? Ê, thưa bác, nếu không thì cháu không tới đây làm gì. Tới một lúc nào đó cậu sẽ không tới đây nữa, và cậu sẽ chán ngay cái sự dè dặt quá đáng của cô Thủy. Dạ cháu chưa hiểu ý của bác. Tôi nói là tới một lúc nào đó cái nỗi khao khát và đam mê của tuổi trẻ không cho phép cậu kiên nhẫn để chờ đợi sự dễ dãi của con Thủy nữa. Tự nhiên rồi cậu sẽ đi tìm một cô bạn mới. Dạ bác nói thì cũng đúng á, nhưng mà trước mắt cháu là cháu phải hạnh diện vì cháu đã tìm được người bạn gái trong sáng đàng hoàng như Thủy, và cháu vẫn hy vọng rằng niềm hạnh diện của cháu sẽ không bị đánh cắp bằng cái sai lầm của Thủy bất cứ trong hoàn cảnh nào á thưa bác. Là ít có thanh niên nào nghĩ như cậu lắm. Tôi đã gần 50 tuổi rồi, tất nhiên tôi đã qua cái thời trai trẻ như cậu, cái thời mà khao khát đam mê và dễ chán chường. Tôi cũng nói thẳng để không phải ngượng ngập, khi cậu cho rằng tôi là một người khu thước, với kinh nghiệm từng trải đó mà tôi phải khắt khe với con cái của mình trong quan hệ bạn bè của nó, thật tình tôi đã xúc động trước những lời lẽ của cậu. Nhưng đối với vợ chồng tôi, con Thủy, chúng tôi quý nó hơn ngọc ngà châu báu, cho nên tôi muốn rằng viên ngọc đó khi được người ta sử dụng thì họ phải trân trọng nâng niu bằng tất cả chân tình. Khắc khe với con là muốn cho nó hạnh phúc sau này. Con cái nhiều khi nó không hiểu, cho nên nó còn trách cha trách mẹ. Nhưng tôi hy vọng cậu là một thanh niên đúng đắn thì quá là may mắn cho con tôi. Xã hội bây giờ trai gái thích phiêu lưu trên mặt biển ái ân, mà không nghĩ suy không ngại ngần giữa cơn giông bão. Thưa bác, cháu không dám nói mình là một thanh niên đúng đắn, nhưng có những lúc cháu cũng biết khao khát và đam mê, có những trường hợp cháu biết dừng lại. Cháu không muốn hạ hay thỏa thích trước đau khổ của người khác, cũng như cháu biết tôn trọng cái mà người ta cần tôn trọng. Đó cũng là đạo đức. Lần đầu tiên á, tôi được nghe lời lẽ trang nghiêm xuất phát từ trái tim của một người trẻ tuổi. Cậu cứ tới chơi tự nhiên để trao đổi học hành với con Thủy. Tôi thật, có làm cha làm mẹ mới cảm thông với những bậc làm cha làm mẹ. Nếu phải sanh con trai á, thì lo sợ nó giang hồ ngỗ nghịch. Còn
giữa sanh con gái. Thì mình cứ phập phồng lo sầu trong cái chuyện danh giá hết mà. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ 27. Nghe nói cậu học tiếng Tây và sắp đi nước ngoài phải không? Dạ ba má và anh chị đều ở nước ngoài hết. Dạ em xin phép chào bác. Ủa Quang tới hồi nào đó con? Dạ con mới tới 5-7 phút rồi bác. Ngồi tự nhiên đi con. Dạ. Em Thủy nó đi lấy áo đầm về tới bây giờ. Dạ đây là hộp phấn Mexico và hôm trước bác dặn nó. Dạ giờ con biếu bác. Ủa thứ này con mua hay là? Dạ con viết thư gửi cho chị hai con mới lãnh cái thùng quà hồi sáng đó bác. Mấy chục ký vậy con? Dạ 36 ký. Ngon vậy đó. Dạ. Cái này cháu biếu hoài bác ngại quá à. Ngại thì trả tiền cho nó đi. Ôi tôi mà không nhận quà biếu của nó thì càng đầu nữa phải không con? Coi vậy đáng gì? Dạ chút đỉnh mà bác. Thằng nhỏ tội nghiệp hết sức vậy hả? Dạ thưa ba mẹ con mới về. Ủa anh Quang mới tới hả? Anh tới nó giờ cũng lâu rồi tính về đây nè. Cái gì về? Con ăn cơm chiều chưa? Chưa thì ở lại ăn cơm với em Thủy cho vui. Đừng có rủ nhau đi đâu thôi. Chở cặp cặp dậy sớm giềng dị nghị chết. Dạ hai bác đi vắng rồi cháu mới chơi cháu ngại quá. Sợ có ai dòm ngó người ta hiểu lầm rồi mang tiếng không hay cho gia đình. Dạ xin phép bác. Dạ. Đàng hoàng vậy là tốt đó. Nhưng mà không có sao đâu, cứ ở nhà nói chuyện với Thủy đi. Vợ chồng tôi có chút việc phải đi. Thủy à, chiều nay đó ở nhà ráng ăn cơm nhiều một chút đó nghe con. Lúc này ba thấy con hơi ốm đó, gần thi rồi. Phải ráng giữ gìn sức khỏe chứ. Ba, con 21 tuổi rồi, ba cứ lo hoài à. Bao nhiêu tuổi thì ba mẹ cũng phải lo đó. Ăn cơm xong rồi kêu con bé nó pha nước cam cho mổ. Cục vàng của ổng đó. Nè, con nhớ viết thơ nói với chị con gửi vài chai dầu gội đầu nghe con. Bắt đi nha. Dạ. Em biết, thế nào chiều nay anh cũng tới mà. Nè, dựa vào lẽ gì mà em khẳng định vậy? Chiều hôm qua trong lớp học, em đã nói với anh là 6 giờ chiều nay ba mẹ đi đám cưới. Lạ chưa, ba mẹ đi hay ở nhà đều không quan trọng. Anh chỉ biết là nhớ em đến tìm gặp mặt em là được rồi. Anh, vậy? Ngồi đây nè anh. Anh rung quá à. Anh à, sao anh không nói gì hết vậy? Anh đang tận hưởng những phút giây bình yên nhất của chúng mình. Giây phút chỉ có anh và em và anh. Anh nè Thủy, Thủy ơi gần một năm trời rồi phải không em? Anh đã trân trọng, gìn giữ. Mình sẽ làm đám cưới, em sẽ là vợ của anh. Chúng ta sẽ có con nè, một đứa con gái xinh đẹp cũng như em vậy đó. Ha, em tin anh chưa? Tin chưa Thủy? Em yêu anh, tin anh. Đã trao thẹn lòng không đổi lòng, thuộc về lòng sai thật ghi nhau. Thời gian mưa nắng qua đông mau phai, chế gì nhận phai duyên đầu non hòn biển càng mặn chi. Tiếng dân trái ngọt đầu tiên cho người, với bao niềm tin sắc lớn son bên nhau. Dù cho mưa nắng giông gió anh ơi, chúng mình có nhau muôn đời tình em chỉ yêu. Mình anh ngàn năm thương hoài một bóng hình ai thấy em ơi lòng anh không bao giờ phai lòng. Thủy ơi cay cắm anh đã thầm ước mơ, không ngờ được diễm phúc tuyệt vời khi em trọn lòng dân tặng đôi cánh. Tình yêu đưa ta vào cõi mộng nhớ, nhưng em tình ta lưu luyến. Tuổi học trò khắc ghi nhiều kỷ niệm trong anh, những ngày chung trường chung lớp ánh mắt gợi trao nhau chẳng chứa vàng. Tình yêu trong trắng rồi ta sẽ dìu nhau đi vào lối mộng cho bước ngao dù rực rỡ chốn thiên đường. Hai thể xác tâm hồn đã hòa thành một, dẫn cho chân chắn với cả niềm tin. Em cho anh cuộc đời trao lại chữ tình, chúng mặt chặt rồi sao dời tới em này bền vững đáng muôn sao. Lời chân thật từ đáy lòng Thủy ơi, anh sẽ dạy cuồng mê đừng nghe em đừng bao giờ vô hận. Ngày mai tan tan đường ta sống bước hòa tóc xanh cho đến lúc ba đồng. Xin lỗi cô là cô Thủy. Dân. Cậu Quang nhờ tôi chuyển thơ này cho cô.
chào cô. Thơ của anh Quang hả? Để coi anh ấy viết gì đây. Thủy, được tin Thủy có thai, tôi hơi bất ngờ. Tình yêu nó muôn hình vạn trạng, yêu thật giả, đam mê hay giây phút bất đồng nào đó. Và nó không hẳn là yếu tố dẫn đến hôn nhân. Thủy đừng tìm tôi nữa, không nên ràng buộc nhau như vậy, chỉ làm khổ nhau thôi. Bây giờ phá thai đâu có khó khăn gì, em đã đến với tôi bằng tất cả tự nguyện thì cũng nên tự mình giải quyết hậu quả. Thủy đừng giận tôi. Thật ra tôi không yêu Thủy bằng trái tim, chỉ vì Thủy cho tôi thì tôi nhận. Thôi đừng làm khổ nhau nữa nhé. Tạm biệt Quang. Anh Quang. Thủy, con nghe bà nói đây nè. Con á là đàn bà con gái, cho nên con không có quyền nhận bất cứ món quà tặng của một thằng con trai nào hết. Con biết chưa? Mẹ, mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi. Ba. Khổ khổ cái gì? Bà đã nói với con nhiều lần rồi, tất cả những thứ quà tặng đó là những thứ là gạch lát đường để con đi vào cái điều đau khổ, con biết không? Ba đó, thì ba rất thương con, nhưng ba không thể nào tha thứ cho con được nếu sau này còn dám cãi lời ba. Còn ba, tôi đã nói với ba nhiều lần, tôi dạy con Thủy hoài à, mà nếu nó hư á là tại ba. Nếu nó hư tôi giết nó, tôi giết nó rồi rồi mà cũng gói bà đi luôn đi. Ba, ba sẽ không bao giờ tha thứ cho con phải không ba? Cũng như con sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình nếu con phải bắt gặp những đôi mắt nhìn con đầy mỉa mai khinh bỉ, hay chỉ những câu chuyện kể hết vô tình để con hồi ngộ cùng kỷ niệm thương đau. Vào sự thật như một nhà tỷ phú sợ biết mình đã tiêu tan rồi, sự nghiệp con cũng không thể đứng lên đi sau lần té ngã. Khi để kỳ vọng của mẹ cha hóa thành cho bụi gương mặt của những người bạn trai lâu nay từng theo đuổi con bóng lạnh nhạt thờ ơ hay tỏ chút thương tình. Lưng rùm bén sẽ tuổi cực một gia đình công kính tường cao giàu sang có cờ, họ đang chờ kiếm rễ mãi thương lưng. Con gái họ thì tỏ ra đầm thắm, mỗi bước ra đường được gìn giữ đông. Con biết em giữ thân vì danh gia gia đình, như vậy là con đã yêu cho mẹ cha bên cai. Và như vậy là con im lặng để tiếp tục hỏi và tự trả lời. Phải làm gì để giải thoát nghiệt ngã trái ngang? Phải làm gì để quên hình bóng của Quang? Không để hụt giàu sang mà ba mẹ hết lòng tin. Lẫn ân hận, lẫn ê chề, nhục nhã. Đêm nay em đã tìm ra lối thoát là vĩnh biệt cuộc đời đầy cay nghiệt khắc khe. Thủy à, Thủy. Trời ơi, ớt nói nổi. Bà coi đó, con gái gì mà ngủ tới bây giờ trước trời trước đất được không chịu thức vậy? Ông sao hay cằn nhằn quá, hay là nó bệnh hoạn gì đó? Bệnh cái gì? Bà lên bà cạo cục nhớt ở trong lưng nó ra làm tôi. Ông sao mà hiểu? Sao? Bây giờ lên phòng coi nó là sao đây. Trời! Cái gì? Ông ơi! Cái gì đó? Con Thủy! Con Thủy nó làm sao? Trời ơi! Con tôi nó tự dưng rồi. Hả? Thủy! Thủy, Thủy ơi, tại sao con lại dại dột như vậy hả Thủy ơi? Thôi bà nín đi, khóc hoài. Để tôi hỏi bác sĩ coi tình trạng sức khỏe nó như thế nào rồi. Dạ thưa bác sĩ, tình trạng sức khỏe của cháu ra sao vậy bác sĩ? Ông bà hãy bình tĩnh, nếu như cứu sống được cháu thì vẫn có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ nói sao, con Thủy nó có thai hả? Phải, qua cấp cứu chúng tôi phát hiện bệnh nhân có mang khoảng hơn 2 tháng. Thiệt là hư đốn, xấu hổ quá mà, xấu hổ quá mà. Còn gì là danh dự của gia đình nữa chứ. Thôi đi, giờ này tôi không cần danh giá danh dự gì hết, nên hư gì con Thủy, con Thủy nó cũng là con ruột của tôi mà.
Phải rồi, nó là chỉ con của một mình bà thôi đó. Trong khi tôi đang đau đớn, nỗi đau của người mẹ sắp mất con, ông lại lo sợ vì mất đi danh gia. Bác sĩ ơi, tôi van cầu bác sĩ hãy cứ giúp tôi giành lại mạng sống con tôi trên tay thần chết kia. Con ơi, con đừng bỏ má mà đi biển đi sông về. Tôi muốn được giành lại con tôi, con gái nó hưởng đức cha. Hồi trẻ ông gieo tuổi dục cho con gái người ta, bây giờ con tôi nó trở. Mình à, mình hãy đắc tỉnh lại đi mình. Bác sĩ giúp giùm tôi mà. Có phải đây là giờ đình tôi tan nát gia đình do lỗi một mình tôi? Ông phụ với tôi dìu bà ấy sang phòng bên nằm nghỉ. Cảm ơn bác sĩ đi. Cảm ơn bác sĩ. Mình hãy ráng tỉnh lại đi mình. Mình trời ơi, tôi có mơ chăng? Không, tôi không làm được. Ánh mắt, giọng nói và có tật xoa nắng bàn tay khi bối rối lo âu. Không ngờ cô. Dạ thưa bác sĩ, bác sĩ đây có phải là hình như tôi giống người quen nào của ông lắm phải không? Ông nhìn thử coi, tôi là bác sĩ Quỳnh Ngọc Yến. Bác sĩ Quỳnh Ngọc Yến? Phải. Có phải Yến là Yến của 26 năm về trước hả? Bây giờ lạ quá phải không ông? Chúng ta đều đã già rồi, nhưng dường như tôi đã nhận ra ông từ tiếng nói đầu tiên. Không ngờ mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh không vui. Yến, tôi thành thật xin lỗi Yến. Không, lúc này không ai có lỗi với ai hết. Lâu rồi tôi đã xem chuyện đau lòng đó như một bài học hơi khó, hoặc nó như những đoạn đường đầy trắc trở gây gò cho những ai muốn ta biết đi tìm hạnh phúc bằng kim cương lấp lánh màu trái tim đau lớn và yêu thương. Và tôi đã vượt qua tất cả hiểm nguy của đe dọa không ngừng trước lời ai tự thần chắc nhờ ở lòng tin. Trước mặt tôi đây vẫn là Yên của năm nào, cùng dòng nôi ngọt ngào, ánh mắt đầy dị ta. Mà ai hiểu vì sao tôi không dám ngẩng đầu như phạm nhân đứng trước một phiên tòa đang chờ nghe xử án. Mấy mươi năm qua có khi ngồi nhớ chuyện cũ, tôi bỗng thấy ăn năn tôi chế cầu xin Thượng Đế ban hạnh phúc cho người đau khổ vì tôi. Rồi từ đó tới giờ em như thế nào? Thế nào có nghĩa là sao hả anh? Có nghĩa là em có được hạnh phúc không vậy? Hoàn toàn hạnh phúc, vì anh ấy là một người đàn ông sống chân tình và độ lượng. Ông có nhớ không, sau cái ngày mà ông cưới vợ cách đây 26 năm về trước? Cái ngày mà tôi cưới vợ cách đây 26 năm về trước. Phố cũ vừa lên đèn, có
trôi đời trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Trời ơi, cái áo rách tả tơi như vậy mà anh không nói để mình giá giùm nữa. Ngủ đi con. Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ. Hoài vậy con, ngủ đi con, ngủ đi. Sao mà khóc hoài vậy? Ngủ ngày mai ba mày về phải không? Tính đi nha, ngồi tính đi cho bác ngủ nghe con. Ngủ đi nghe, con nghe nghe. Trồng trầu thì phải ngơi mơ, làm trai hai giờ tiếp hơn dòng quen. Tiến ơi, Tiến rờ trán coi cháu ấm đầu không mà nó khóc hoài vậy? Dạ không, nó khóc là đó. Còn khóc gì thì bác ngủ vừa khét chưa? Hư quá à, mà đánh con bây giờ đó. Sáng rồi chứ còn sớm đâu. Yến à, Yến lấy dầu xoa bụng cho cháu đi. Có nhiều khi nó bị đau bụng mà mình không biết Yến à. Bộ anh Lễ lúc này có học thêm cái gì phải không? Mà sao tối nào em cũng thấy anh tới khuya mới về? À, hay là có câu nào được phải không? Ai mà thương tôi Yến ơi. Ê quên nữa, tôi có mua cho thằng Tánh 5 hộp sữa bò để trên bàn đi. Em thấy rồi, anh tốt với tụi em quá. Nhiều khi em cũng ngại lắm. Cái hôm mà anh về Bến Tre đó, anh Tâm gửi chút đỉnh cho mẹ con em. Nhưng mà cái này gần hết rồi. Tôi biết, Yến ráng chờ đi. Ít bữa nữa tôi sẽ về nhắn nó nữa nha. Mà sao anh nói với anh là thằng Tánh khoảng một tháng khi anh lên, mà hôm nay thằng nhỏ hơn một tháng rồi mà không thấy gì hả? Chắc là cánh tay của nó chưa lành nữa Yến. Em không biết phải năm tuổi của anh không nữa. Hết mẹ anh bệnh rồi cái tới anh gãi cái tay. Mà chắc em cũng năm tuổi cho nên là em mới yêu anh. Nó bị đòn nè, đi ba em đuổi đi, rồi bầu bì sinh đẻ có một mình nè, không có chồng con gì hết trơn hết trời á. Nói thiệt nha, cũng nhờ anh đó. Anh Tâm có phước lắm mới có một người bạn như anh. Mà em nói nha, không phải định anh thôi nha, em nói thiệt á. Yến nói gì? Em nói là sẽ may mắn cho ai được cùng anh kết duyên gia đình, người đó như trời ban đại phước nha. Yến hả? Vì anh sẽ là ông chồng mẫu mực có nghề, hơi chút khó thôi chứ rất đàng hoàng. Yến biết không, có nhiều nàng chê tánh khó của tôi nên tới bây giờ vẫn lạnh lẽo cô đơn. Thôi đi chứ không gì anh phải lo lắng. Anh có một người hai chữ công danh, em cũng giống anh nhưng có sai lầm nên chuyện học hành phải dở dang. Yến à, anh nghĩ là ý chịu khó ôn bài vở của mình, thằng Thánh lớn rồi ý học lại có sao đâu. Không biết anh Tâm anh chịu không chứ hôm đó em nói ảnh mấy lần mà anh đánh đâm nè. Thí dụ bây giờ đó, có điều kiện học lại Yến có học hay không? Học chứ sao học anh. Trời anh khỏi nói nha, thỉnh thoảng em vẫn xem lại bài vở, nhưng mà xem để ôn lại kỷ niệm thôi, chứ còn nghĩ khác hơn thì em đâu có dám. Vì nè, nếu mà Yến thích ha, tôi sẽ có người bạn đang học ở ngành y năm thứ ba, tôi sẽ nhờ họ giúp cho Yến ôn bài lại. Ý chịu không? Nhưng mà bạn trai hay bạn gái vậy anh Lễ? Bạn trai. Ý hồi không được đâu. Sao vậy? Anh Tâm ảnh ghen lắm. Trời ơi, biết không, hồi hai đứa mới bồ thôi ha, ảnh nói ảnh mà thấy em nói chuyện với đàn ông thanh niên không phải là dòng họ bà con là ảnh sẽ bỏ em liền. Nhưng bây giờ thì chắc nó đổ tánh rồi đó. Nè nè, ủa, Yến giá áo tôi đó hả? Dạ, mở cửa anh Lễ ơi, mở cửa. Ai đó, ai mà kêu cửa sớm vậy? Chào Lan. Lan tới sớm gì Lan? Anh coi đi, rồi trả lời cho biết. Coi cái gì? Đây nè. Tờ báo này Lan mua hồi nào? Báo cũ, con bạn em nó đọc lâu rồi. Lan, Lan cho mình mượn tờ báo đi. Đó, chị coi. Anh Tâm có vợ thật rồi sao? Coi chừng lộn tên Yến ơi, trùng tên chứ, trùng tên.
anh có vợ thật rồi. Trời, Lan đã bị đau khổ vì sự mất mát của thể xác chưa? Chưa. Vậy là Lan hạnh phúc hơn tôi nhiều lắm, vì Lan vẫn là đóa hoa xinh đẹp, còn e dè khép kín dấu nhụy ngọt trinh để chiều tôi đa tình của ông. Lan tiếc làm chi, tiếc làm chi một con người phàm. Còn anh chàng trai đang chờ đang đợi ai đó qua kia mà ủ trái tim nồng. Chứ đâu phải như tôi lỡ vợ lỡ chồng. Chị nghĩa là sao? Lan em nghe đây là sự thật, để an ủi lòng mình trong cơn khủng hoảng gì. Tôi là nạn nhân của lòng phản bội. Là người nhìn kia, một đứa trẻ thơ đã mở mắt chào đời hơn cả tháng nay. Nó nằm yên chờ cha của nó, và nó chính là giọt máu của anh Tâm. Chị, như vậy chị đây là... Là người cũng bị anh Tâm phản bội như Lan. Xin lỗi chị em về. Bây giờ tôi phải tin nơi đây, tin nơi đây hả Lệ? Tôi xin lỗi Yến, vì tôi không thể nói lên sự thật Yến à. Tại sao ngày anh tìm xuống Bến Tre gặp anh Tâm đi báo tin cho anh rằng tôi đã sanh thằng Tâm, cũng là ngày đám cưới của người ta. Vậy mà anh chui em, anh nói rằng Tâm leo vừa té gãy tay đang nằm nhà thương tình, cho nên không viết thơ cho em được. Còn số tiền anh đưa cho em và tôi, Tâm gửi cho mẹ con em tạm sống chờ Tâm. Là của ai? Của anh hay là của Tâm bố thí cho mẹ con em bồng bê ra khỏi nhà này? Anh Lễ, anh nói đi. Nói gì bây giờ Yến? Sự thật vậy Tâm, anh nói đi anh Lễ. Một tin mừng trên báo cũ kia đã nói hết sự thật của Tâm rồi. Tại sao anh để cho em phải kéo dài sự chờ đợi vô này đây? Yến đừng buồn anh nhé Yến. Yến biết không, chính vì biết Yến khổ mà tôi không nỡ nói thiệt. Cũng như tôi sợ Yến không chịu nổi cú sốc tình cảm quá nặng nề trong thời kỳ Yến đang hậu sản. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Yến tính đi đâu vậy Yến? Em chưa biết mình phải đi đâu. Chắc có lẽ là em bồng con về lại ông bà ngoại tha thứ cho em. Được hay không thì em sẽ tính sau. Yến tính đi liền bây giờ hả Yến? À không, em đã chở ngôi vỏ sách đựng bình thủy đồ đạc linh tinh của thằng Tánh. Em nấu cho anh một bữa cơm cuối cùng, rồi mẹ con em mới đi. Chứ lấy danh nghĩa gì mà nấn ná lại đây á anh? Trong khi nhờ Tâm là bạn của anh, em mới nương thân ở nhà này. Chứ còn bây giờ, anh Tâm đã đi mãi mãi. Yến à, nếu Yến về mà được cha mẹ tha thứ thì tôi mừng cho Yến. Hoặc Yến muốn đi đâu thì tôi làm sao mà dám cản Yến. Nhưng lúc nào Yến cũng nhớ là khi cô gặp khó khăn là tôi sẵn sàng giúp cho Yến nghe Yến. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Lễ, anh làm sao vậy? Tôi đang nghĩ rằng nếu khi Yến đi rồi, căn nhà này sẽ trở nên trống trải kể từ đây. Còn đâu nữa, mỗi ngày hai bữa cơm anh em mình tâm sự, hay lúc vui buồn câu chuyện nói dần ra. Cũng lâu rồi tôi quen nhìn màu áo cô Yến phơi trên sào kem, hoặc lúc vào ra chợt nhìn trên ngạch cửa tôi sẽ không còn thấy nữa đôi guốc sắp đứt quai mà Yên cứ mang hoài. Không quen nghe tiếng khóc kẻ thơ làm tôi khó chịu mấy ngày đâu. Quên nữa,
À, tôi có mua cuốn sách dạy nuôi trẻ sơ sinh cho Yến. À, đang để trên bàn đó. Dừng đi, Yến nhớ mang theo. Yến à, nhớ lấy 5 hộp sữa để rồi khỏi phải mua tốn tiền tốn bạc. Yến ơi, mấy tháng nay tôi quen nằm dưới đất, khi mẹ con Yến đi rồi chắc tôi sẽ để giường chồng cùng trong không mà. Ôi quá ra lâu nay dưới đầy sông mà em chơi chơi, anh quá thân chỉ vào lớp anh nằm đi thương nhớ em. Tình con người với nhau mình sẽ chia khó khăn cuộc đời. Tình anh dành cho em là nghĩa vừa. Yến ơi trả ơn tôi, Yến hãy giữ lấy lòng tin và nghị lực, hãy cố gắng nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, hãy quan tâm đi và sẵn sàng tha thứ để còn vui vẻ sống nuôi con và tiếp bước công danh mà Yến ước mơ xây đắp đã bị gian dở bao ngày. Còn tôi sẽ tập làm quen lại với Hoành Hiếu trong căn nhà vừa bãi thiếu bàn tay của Yến. Không biết xa rồi có bao giờ Yến nhớ vòng con về một lần ghé lại thăm tôi. Em không có hứa, nhưng mà anh ấy nghĩ rằng em không bao giờ quên anh. Anh coi chừng bắn giùm em nha. Em chạy mua cái giỏ, em về liền à. Em đi nha anh Lễ. Em đi, em đã đi rồi, em mang theo nước mắt nụ cười, em mang theo duyên dáng tuyệt vời, dù phần đời em cay đắng dâng sang người ánh mắt tình yêu. Em đi, em đã đi rồi, sao tim tôi thương như bồi hồi. Nghe cô đơn giết chết một người, ngập ngừng tình tôi lưu luyến, tôi hỏi lòng hay đã yêu em, tôi hỏi lòng hay đã yêu em. Yêu đi, yêu đi thật rồi. Rồi để căn nhà này chỉ còn lại mình, chỉ còn lại mình Lễ thôi. Lạ quá. Không, không thể như vậy được. Yến sẽ hiểu lầm. Bé Tánh ơi, chẳng còn bao lâu nữa bác Lễ sẽ không còn nghe tiếng khóc của bé Tánh, không còn nhìn được đôi mắt ướt đầy đau khổ của mẹ con. Giọng nói dịu dàng, hiền lành và chịu đựng của mẹ con. Vô lý quá. Tại sao mình lại sợ mất Yến? Tại sao hình ảnh của Yến sao lạ vậy? Lễ à, mày có yêu Yến không? Có không Lễ? Tại sao mày hồi hộp khi phải trả lời câu hỏi này? Tại sao? Mình có ngộ nhận tình cảm không? Không. Mày điên rồi Lễ ơi. Mày điên rồi Lễ ơi. Mày điên rồi. Sửa đây, sửa đây. Nín 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 nha. Dẫn cái gì biết nữa, dẫn cái gì biết nữa. Nè nè, bác Lễ xin lỗi, bác Lễ xin lỗi. Bác Lễ đâu có rầy con đâu. Bác Lễ rầy bác Lễ mà. Bú ngang nè, bú ra. Chim nguyên ăn trái mang cầu. Không chịu ông ơi ha. Thôi được rồi, đi bác ca nhạc cho con nghe nha. Mày đó hả Lễ? Dạ ba. Dạ con đây ba. Thưa ba, ba mới lên đó ba. Ba ngồi nghỉ đi ba. Vui quá hen, ầu ơ rồi ha. Giỏi hen mày. Mày xí gạt tao với má mày đó hả Lễ? Hội với quê biểu mày cưới vợ phức cho rồi, để tao với má mày có cháu nội ẩm bồng với người ta. Rồi mày muốn học gì thì học. Cái giọng của mày, con còn trẻ mà ba, cưới vợ rồi học gì nổi mà học ba. Rồi sao bây giờ tao với má mày chưa kịp cưới mày có cục phòng chơi vậy Lễ? Ba, con... Nín mày, hẹn gì.
con mẹ Út Chằn mẹ nói hôm đó mẹ lên Sài Gòn cũng xế xế gì đó trên đường tới cộng lãnh á. Mẹ thấy rõ ràng mày đang đạp xích lô mà tao chưa có tin liền, bởi mẹ gặp ban đêm tao sợ mẹ nhìn lầm. Mẹ nói thằng Lễ chớ ai lại còn thầy đọc cho hai mắt đuôi mù, nếu không phải con anh thằng có cái mặt khó khăn lại đeo kiến cận, hồi nắm nó bạn cái thằng tí con tôi ai mà xa lạ. Má mày dẫn qua biểu tao khuya dậy sớm lên đây để tìm cho ra đâu là sự thật. Có phải con đạp xích lô bỏ bề ăn học rồi lên đây tao thấy một cục thiếu điều té ngựa, phải con mắc nợ đời nên dứt đoạn công danh. Thứ ba con đạp xích lô là để kiếm tiền suy ra phần nào trong lúc khó khăn, chứ khổ tới đâu con cũng giữ lời quyết học thành tài cho ba má được vui. Nghĩa là mày vẫn còn đi học? Dạ còn ba. Ờ vậy cũng được, cái gì cái phải học, học để sau này làm thầy chú với người ta. Con mà thiếu hụt sao không gửi thơ về xin ba rồi mày đi đạp xích lô làm ăn gì bất nhân sắc đức vậy? Dạ con lớn rồi, không lẽ mỗi chuyện gì cứ mỗi xin ba má, rồi ba má chết rồi con xin ai? Con nên hiểu. Mỗi tối thay vì đi chơi tốn tiền, cái con đạp xích lô vừa có tiền mà vừa như tập thể dục cho khỏe vậy đó ba. Sữa đây con. Bú sữa gì hả? Dạ bú sữa bò đó ba. Sao không cho bú sữa mẹ cho anh đỡ tốn, má bay 12 đứa bú sữa mẹ không bự cả. Dạ mẹ nó mắc cỡ. Bộ nhà còn ai nữa hả? Dạ có mình con với Yến à ba. Mắc cỡ lặng nhặt, vợ chồng mà mắc cỡ gì, mà mẹ nó đâu để mày giữ con vậy? Sữa đây. Dạ Yến đi chợ rồi ba. Qua ông nội ẩm cái ơi, con trai hăng gái đây. Dạ con trai ba. Hèn chi giống mày, bảnh quá hen. Tháng sau tao rủ bà nội mày lên thăm, bự sự tao kêu bà ẩm về dưới nuôi luôn. Qua ông nội ẩm chốt coi. Ông nội ẩm là nỉnh nha. Coi cái mặt mày có cặp mắt kiến gắn vô giống hệt thằng cha xạo mày à. Nói nó không cưới vợ mà kiếm cuộc vòng chơi, tên gì ạ? Dạ nó lên là Tánh đó ba. Tánh cái gì mà Tánh, Lễ là phải Nghĩa, Trần Văn Nghĩa. Mày làm cây xanh lợi cho nó là Trần Văn Nghĩa, con của Trần Văn Lễ, cháu nội Trần Văn Tám, phải vậy không? Phải vậy không thằng chó? Ê, ước bộ. Ba đưa con bầu cho ba. Ma thằng nhỏ này phải không? Dạ. Dạ ba tôi đưa Yến. Dạ cháu chào bác. Ba cháu bác gì? Ngồi đó. Mày tên gì ạ? Dạ cháu tên Yến. Mới ngàn Lễ nói đây cái quên liền. Dạ cả vậy đó. Nói không phải rầy bay ngang. Lễ dỗ thằng nhỏ để tao nói chuyện với dâu tao chút coi. À không hiểu sao bây dạy quá vậy Yến. Có thương thủng thẳng chờ cưới hỏi cho anh đàng hoàng, chớ bay theo không vậy tội nghiệp cha mẹ bay không. Con người ta sanh con gái ai cũng muốn uống miếng rượu mừng. Không, mừng ngày con xuất giá, lớn nhỏ gì không cần biết. Đằng này, mà trách bay cũng khó. Nó nói ngon, nói ngọt, bay mới nghe. Miệng lưỡi đàn ông mà, đàn bà thì nhẹ dạ, phải vậy không con? Rồi sai quấy vậy đó. Thằng Lễ không viết thơ về nói thiệt, nên tao gửi tiền lên đây cho ăn học đâu có đủ. Không, phải mướn xích lô đạp. Đạp để nuôi mẹ con bay ha? Mà không nhờ cái con mẹ Út Chằn nữa. Yến, má đánh đập gì con mà con trốn? Yến, má. Bạn của chị ba con nó thăm bà con ở miệt này nè. Nó thấy ai giống hệt con đi bộ vô hẻm miệt thành, nó tính kêu mà ngại rủi không phải cũng kỳ. Nghe vậy má đi đại rồi hỏi thăm người ta từ sáng tới giờ. Má nói tên rồi tả hình dáng của con. Cũng may Yến. Dạ con thu xếp về với má rồi con thắp mây đêm nha. Gió giông người đã bước về ba con không còn nữa ta, những lúc thân lìa trần chuyện
chúng hai ta sao cùng tan ơi. Con là đứa con thân yêu của gia đình ba ơi. Cháu ngoại của má đâu con? Mày nghe chưa Lễ? Mày sáng con mắt mày chưa Lễ? Đó, mày đứng đó đi, mày đứng đó chúng ta tính mày. Tôi là ba thằng Lễ, mời chị Xuôi Ngọc. Dạ, dạ thưa bác. Biểu nín, vô phép vô tắc, ăn học chi mà cha mẹ đang nói, phải sọt miệng đâm ngang à. Thưa chị Xuôi, xin phép chị cho tôi gọi chị là chị Xuôi, còn tôi là Tám, tự là Tám Chằn Rây, ở dưới quê kêu tôi vậy đó. Chị Xuôi à, thiệt tình chuyện sắp nhỏ tôi cũng mới biết tức thì. Mà mình cũng đâu có xúi con làm chuyện bậy bạ gì chị Xuôi. Nhưng mũi dạy lấy chịu đòn. Trước tôi xin lỗi chị Xuôi, rồi xin chị cho tôi được qua bên nhà thắp mấy nén nhang tạ lỗi danh Xuôi. Vì thằng Tám này sanh con ra mà không biết dạy, để thằng Lễ làm cho anh chị phải buồn phải khổ vì ô nhục gia đình. Con Yến không có lỗi, lỗi ở thằng con tôi lợi đường mất ru tình. Lễ bước ra đây cúi xuống, tội của mày đáng đánh trăm roi. Ba, con lớn rồi ba. Mày lớn thì kệ cha mày, hễ quấy tao đánh tao rầy tao dạy, cúi xuống đây. Chỉ để tôi dạy nó, tôi dốt thịt chỉ xui chữ tròn do như hụt dịch tôi cũng không có biết đọc. Nhưng tôi trồng chữ thủy nghe chung nhân nghe nghiệp trên đời. Không có nói gì hết ráo kể tao. Lễ roi này là roi cho mày nhớ đây. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Ba đánh đi, ba đánh luôn con đi ba. Trời ơi, con dâu tôi mới chia đòn cho chồng nó chứ. Yên ơi, dù bị đòn quan đau, riêng mình, riêng mày hiểu được tình em nỗi đau kia được thay bằng sự an ủi em đêm. Mày hại đời con dâu tao tan nát mà còn nói bị đòn quan. Quan hả? Tao đánh cho hết quan. Tao lỗi cho con, không biết gì tớ đất. Anh Lễ bị đòn quan uống gì con? Anh Xuôi à, chuyện anh lỡ, anh đánh rể tôi, chẳng cách nào anh đánh vào bổn phận làm cha làm mẹ. Chị Xuôi, không lẽ tôi đánh tôi, lỗi này do tôi thiếu dạy. Chị Xuôi nghĩa hay nhà chị bỏ qua cho. Dạ thưa chị Xuôi, dù có muộn màng, xin chị cho phép tôi với má thằng Lễ chầu rượu qua nhà chị cho phải đạo làm người với chị Xuôi. Yến. Và chúng tôi đã kết hôn trong tình cảnh thật là trớ trêu. Còn đứa con trai của chúng ta thì sao? Con của chúng tôi chứ. Nó đã có gia đình và vợ chồng nó đều là giáo viên. Và tôi vừa có đứa cháu nội đầu lòng. Yến, tôi mong quỳ dưới chân em để nói lời tha tôi. Tiếng nói ăn năn của người tình phản bội đang đối diện lương tâm ngược dòng quá. Khi đứng trước thương đau của đứa con ngà ngọc chắc nó bị người ta phủ rầy giống tình. Thượng đế trớ trêu cho mình lại gặp mình, giữa nhân vật và tình tiết dường như được sắp đặt gần giống như nhau. May mắn mà tôi gặp lại em và biết em đang sống bên chồng bên con ấm em trong hạnh phúc. Bằng ngược lại thì trời ơi, đã sỏi nào đếm được nỗi ân hận riêng tôi một tên lừa bịp ân tình. Ân hận khi chắc cứ nhau bây giờ đều vô nghĩa. Khi mỗi người chúng ta sau cuộc tình nóng nổi đều đã mạnh dạn bước sang một cách sống mới với số phận mới. Chỉ tiếc là cháu Thủy gặp tôi khi tuổi mới giàu yêu. Để làm gì? Để nó biết sự thật. Cha của nó là một thằng sở khanh điểu can chăng. Mà càng thấy có thể nhờ vậy con gái tôi nó dễ nhận diện được thế nào là tình yêu thật giả, hay cũng còn biết gắng gượng đứng lên
đi sau lần té ngã đầu tiên có phải cái thứ đạo đức giả của cha mẹ nó chính là sợi dây thòng lòng đang gần gặp lầm lè xiết cổ con mình. Tinh thần ông đã bất ổn rồi. Phải, tôi đang muốn được đi để khỏi nghe lương tâm mình nay nghiêm lệ ơi. Khi tấm lòng anh tựa anh gương soi sáng thì mặt mũi thằng tâm này càng nhăn nhó khó coi. Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân ở giường số 6 vẫn còn hôn mê, tình trạng hết sức nguy hiểm. Tôi sẽ vào ngay. Bác sĩ Yến, tôi vào Yến. Yến hãy cứu lấy con tôi, hãy giúp con tôi, hãy giúp con tôi đi Yến. Ông yên tâm, ngoài trách nhiệm của một thầy thuốc, tôi còn có một tấm lòng của một người mẹ. Chào ông. Cảm ơn, tôi cảm ơn Yến, cảm ơn nhiều lắm. Cầu trời cho con tôi được tai qua nạn khỏi. Thank you.